một con sò mồng nữa này. Ê, con thứ hai rồi cả nhà. Mới nãy em bắt được một con nhỏ nhỏ này, bây giờ được một con lớn. Wow, một con hải quỳ này, rất là to luôn. Nó nặng lắm cả nhà, chắc tầm khoảng 7-8 lạng á. Ồ, cả nhà thấy chưa? Thấy cái ruột nó không? Nó chết luôn. Ồ, chắc chưa? Ngày mới em xanh, mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của em nha. Thì hiện tại bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng. Em và em trưởng đang có mặt ngồi biển để mà đi săn bắt hải sản. Sáng ngày hôm nay thì tụi em lên lại chỗ cũ. Ở đây thuộc biển Tuần Lễ, xã Bàn Khò cả nha. Hôm nay thì nó cũng tới đầu con nước thôi. Nước nó cũng không có cạn hung nha. Nước chỉ sớt thôi. Nhưng mà tại cái trang này nó càng rất là xe nên dồn nó cũng rất là rộng luôn cả nhà. Hôm nay thì em có đem theo một cái xô với một con dao. Dao thì để nhiều khi có sò mai mình chỉ lấy ruột cho nó dễ. Em trưởng thì có cầm theo một cái xẻng, nhiều khi có tôm tít để mình đào cả nhà. Đi tới đây em có gặp được một con gỉ xanh nè, nằm ngay một con hải quỳ luôn. Đây cả nhà, con này cũng trung trung thôi. Nãy ở trong ra là có bắt được 4-5 con sò mai, nhưng sò mai nó hơi nhỏ nên em không có quay lại cho cả nhà mình xem nha. Kịp rồi. Ê, gãy hết một cái càng rồi. Wow, một con hải quỳ này. Bắt con này ăn không được? Con này nó dính lắm cả nhà. Ăn không? Có một con nên tụi em thả con này nha. Rất là to luôn. Nó nặng lắm cả nhà, chắc tầm khoảng 7-8 lạng á. Một con sò mai. Sò mai này em bắt dùng dồn một tí, mình chỉ một lần luôn cả nhà, chứ không có bắt con nào mình chỉ con nấy nha. Đây nè. Ồ, một mánh sò mồng này. Cả nhà thấy rõ không? Đó, nó đang nằm này. Đây. Con này cũng trung trung thôi. Loại này chắc tầm khoảng 60 ngàn một ký cả nha. Đẹp chứ, chân con gì nữa đây. Lại một con sò mồng nữa này. Ê, con thứ hai rồi cả nha. Mới nãy em bắt được một con nhỏ nhỏ này, bây giờ được một con lớn. Những con sò mồng đa phần là mình đi mình dặm thôi, tại vì nước nó xeo xeo như thế này cũng khó thấy lắm cả nhà. Em đạp được một con ghẹ. À, một con ghẹ mái. Rồi. Ghẹ này cũng hơi nhỏ cả nhà. Em cũng gặp.
to. Đây này. Ê, một con gì cầu xanh. Chắc con này nhỏ hơn con nãy á. Được bê con. Dừng kỹ tại nước hơi xeo thôi. Thường là tụi em đi lấy chân kè thôi cả nhà. Thứ nhất là đạp được ghẹ hoặc là sò mồng, sò mai. Tại vì nhiều chỗ rong nó dày như thế này mình không có thấy được nha. Một con sò mít. Còn thêm một con sò mai nữa. Đây. Ủa, con này rất là dè luôn. Đông này thì thường thường là đi dạo bắt những con sò mai chỉ về để xèo cả nhà. Em lại đạp được một con ghẹ nữa cả nhà. Ồ, một con ghẹ cô. Con thứ ba rồi. Những con ghẹ này mình đạp những cái gai ở trên mũi của nó rất là chích luôn. Nên mình đạp dễ biết lắm. Thì bây giờ nước nó cũng đang lớn vô rồi cả nhà. Tại vì đầu con nước nên nước nó lớn cũng rất là nhanh nha. Giờ tụi em vô những cái cửa cống để coi thử có cua, có hầu. Đỡ thêm ít nữa nha. Quay vô. Chỉ móc mai luôn ơi. Tới chỗ đi chỉ cho sạch nè. Mấy con cây chốt này cả nhà. Chốt to to không à? Chốt trứng không à? Này đốt chỉ đốt. Chắc ghê luôn á. Bỏ vô đây luôn ấy. Đây là những cái ruột sò mai nè. Tụi em chỉ lấy những cái ruột này để mà về xào mướp. Mùa này nó chắc lắm cả nhà. Gạch không à. Bắt được 4-5 con ghẹ, 5 con ghẹ. Được 3 con ghẹ cồ. Với 2 con ghẹ mái nữa. Chuyện này còn thử chắc anh được. Con này dè lắm này. Ra ruột đoạn luôn đấy. Ồ, ồ, con này ruột nó đỏ này cả nhà. Nhỏ nhỏ mà chắc ghê luôn á. Tại vì hải sản là vô mùa đông hải sản rất là chắc. Con này khỏi phải nói luôn. Ồ, cả nhà thấy chưa? Thấy cái ruột nó không? Nó chiết luôn. Nó có một tí thuốc đen đen này. Những cái này mình bỏ ra nha. Tại vì ăn nó thi lắm. Đây, cái thuốc của nó đen đen này cả nhà. Nó như những cái hột két á. Nhưng tí nữa về làm lấy ra. Ồ, con này ruột nó vàng. Bỏ mấy cái chốt này vô thùng luôn nha. Ồ, cây chốt mà con nào lấy nè. Cây chốt biển cái nha. Chứ không phải là những con cây chốt mà nước nước ngọt, nước chè hai đâu nha. À,
đúng. Ồ, chắc chưa. Tí nữa hốt mấy giỏ này quăng lên sơn kia. Hôm nay thì nước nó cũng mới đầu con nước thôi cả nhà. Em cũng bắt về chỉ ruột được hết bao nhiêu đây thôi. Giờ em với em trưởng cũng chuẩn bị đi vô rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video này nhé. Giờ em cũng chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo mọi người nha. Thì bye bye mọi người.